Đây, xin chào các bác nhé. Hôm nay ngày mùng 2 tháng 9 rất đẹp trời. Anh em Yên Bonsai cũng ở nhà phi xuống Hải Dương. Hôm nay anh em lại vừa xuống cái đã có cái bắt tay rồi. Em chào anh Ngọc Anh nhé. Lắng quá, sợ ông anh mua cây như ăn cắp. Đây, chủ cây vừa xong rồi, em chào anh Thanh nhé. Thằng em Yên, vừa vạch vạch hỏi giá cái anh thấy đã thế này, anh bắt tay rồi. Đẹp quá. Về quá anh ạ. Đây các bác nhé. Con này bẹ bãi đẹp cực luôn. Cây này thì chết tiền rồi. Bẹ bãi đẹp cực luôn. Tôi vừa ấy là tôi không biết giao dịch bao nhiêu, chắc cây này khoảng tầm chắc 5 xịt không anh? Anh ấy để rẻ thôi mà. Cây này giờ nếu mà giá ra khoảng bao tiền này? Anh ấy để cho 49 triệu thì giờ ra chắc là 53 triệu. Đẹp quá. Đây các bác nhìn trên ảnh thế này thôi nhưng ngoài đẹp lắm. Để đây xem anh cắt dọn một lúc. Nó cây này già anh nhỉ? Già lắm, cây này nó. Đây anh sang bên này cho em đứng chỗ này anh quay. Chân bẹ dưới con này nó là cây chứ không phải là thân cành dâm. Ôi. Ôi, ngậy bay không? Già quá. Mà con này giật răm vào bông còn gì anh nhỉ? Chưa. À. Để cái đi. Cứ cho nó. Chất tiền rồi. Con này chất đẹp thế. Ngọn đâu, chắc đầy thôi. Không phải lấy ngọn này, lấy ngọn kia. Cứ xẻ ra rồi tính. Ây da, quả sẹo này to đấy. Già đấy nhỉ. Để đây kéo. Mối à, đang có mối. Nó có quả sẹo đấy mà. Nó không quả sẹo chết tiền. Cái này không sẹo gì, nhiều tiền lắm. Đây, tay, em được những cái tay dã man. Suy nghĩ chưa đến 5 phút nhỉ. Chưa 5 phút. Đập giá vẫn mất ngay. Nhưng mà anh bắt được con này chất lượng quá. Cây này bên dưới các bác, cây này bên dưới là bẹ là cây nhá, như ngày xưa. Đây, chân đấy. Đây, cục nu đây này. Cây nu, nói chung cây này già chất đẹp. Thì anh bốc ra luôn à? Không, để đây mấy nữa chở cây của anh xuống tiện xe anh bốc. Đây phòng đẹp quá các bạn. Đường kính 40 cũng khá to, cái này phải lấy ông cô vào cái chậu to to hai người khiêng. Con này form đẹp rồi. Hứa rồi. Đẹp quá anh em ạ. Hứa rồi. Cái này mà cô vào chậu thì ối rồi nhỉ. Vào chậu thôi. À, anh rất nốt mấy cái rễ đi, em quay phát cho rễ. Có rất là sạch rễ luôn. Cái kéo này nữa. Ông này. Lấy cái kéo kia nhá. Cái kéo gì anh? Lấy cái kéo cắt. Cắt vừa lấy đấy, lấy cái kéo vừa lấy đi. Kéo này không cắt được, nó giật hỏng hết rễ. Ô, tí này lại cộng lại thôi lại lấy lại thôi. Thôi cứ làm 5 triệu taxi. Đẹp nhỉ. Cái này đẹp. Thôi cho anh em chung nữa. Đừng có lý do xuống. Ok, quan trọng gì. Anh em mình được vướng gì. Nói chung là nó con này thì nó đúng là cái form của em thích rồi. Không anh ơi, dạ. Tí nữa anh trả tiền chú cắt cây nhá. Sợ chủ, thế chủ cây đang xót ruột rồi. Nó dọn ra đẹp thật. Không căn bản là không con căn bản là con này được nuôi ở trong cái chậu này nó đang mạnh cây ấy. Con này nếu mà không cắt để cuối năm nó còn kinh nữa ấy. Đúng rồi, sợ nhất là không cầm được về nhà ấy chứ. Đây các bác nhé. Ôi lều ở mặt sau này nó còn nhiều lu lắm anh ơi. Đây mặt sau nó còn hang hốc nhiều lu này mà chân bẹ nó còn xuống tận đây rồi mà. Nó là cây nguyên bản. À đây nó còn cả chân bẹ các bạn này. Đây anh Tiệp anh nuôi hơi tốt. Dễ thế này mà sao cây nó không đẩy chân. Nó ăn tắp anh đẩy ừ. Ôi. Ôi giời ơi. Anh vào lấy cái kéo sang nào. Ở đây. Chủ ở cây đây. Chủ cây ối giời ơi rồi. Ra là nhìn phát nó thích ngay. Cây này nó cũng đúng là cái form của Imosai các bạn nhé. Thế nhưng mà anh Ngọc anh ấy tay anh nhanh như điện. Trời ơi, anh điện nó sao? Nhanh lắm. Tay với mắt anh là một. Cái này to phết đấy các bác nhé, không phải cây mini đâu. Cây này tầm 40 bệ. Được kính 40 này. Nhiều lù quá, cút tùn tùn hết rồi anh nhỉ. Tài cút tinh quá bắt tay.
dọn ra phê đi. Con này đây là còn chưa ấy đấy, mai kia và cô lên chậu bắt đầu tay nào giữ để tay nào ấy không cắt đi thì còn phê nữa anh nhỉ. Cái này thì hầu như cũng chỉ cắt bỏ một vài tay thôi, còn đâu là nó cũng đóng nó cũng đúng chỗ hết rồi. Tiếc quá. Rồi sang năm anh Ngọc Anh chinh phục cái này khả năng là lại chủ sau lại đến Yên Mô Sai rồi. Úi giời ơi. Úi giời ơi, tổ kiến hiện nay. Đồ này về phải cho cốc thuốc sâu vào. Phun đi thuốc kiến hết ngay hôm nọ tay của em thế. Cốc thuốc sâu nó bền. Con này được mấy cái tay bên anh Thanh đang cắt này nó cũng rộng tay rồi nhỉ. Nó không phải tròn đúng không? Ok, nó có đường chạy thân. Định hướng cho nó từ trước. Thì thôi, không phải to lắm, to lắm. Sợ thầm nào ông anh không cần đội mũ đội nón. Cắt cây, cắt cây cứ cười tủm đây là chưa rượu đấy, hớ đấy. Ui giời, cái lu sao lại lu kiểu gì thế này. Và nhiều lu mà sau rồi. Đây thế này. Mà sau nó nhiều lu. Cái này chỗ nào cũng lu. Ui đây này ai? Anh chỗ dưới này. Đấy, nhiều lu này. Lu xanh lè xanh lẹt thế này, chết chết lẹ lẹ ung thư. Ui giời, này bẹ nó còn tận dưới này à. Ung thư cái kiểu đéo này. Cái cây này mà sau có bẹ còn đẹp nữa. Ừ, mặt bên kia bẹ mới nhiều. Còn bên đây bẹ nó tận đây mà lần trước anh còn phá bẹ đi để cho vào một cái chậu nhỏ. Đây các bác nghe, dọn ra để biết. Ăn to, ăn to, ăn to, ăn to. Sau cái này lại đi bốc bắt họa rồi. Bảo rồi đi lại phải mua cây này cần. Không, bây giờ vẫn kịp kịp. Mua ở đâu thì mua, thì mua. Cho anh em vẫn hay hơn đúng không? Câu này hợp lý. Ra đổi ý đến đợt em. Đã đổi ý thì không bao giờ chốt. Chết dở rồi. Có nhầm thì cũng phải chịu. Đã mua anh em nhầm phải chịu. Không thể chịu được chứ. Anh em thoải mái tính thế mà. Có những cái là kêu được, nhưng có những cái là bịt mồm cười không được kêu. Cứ cười tủm ấy. Mua xong dọn cây thì cứ thích cười bịt mồm cười. Có mắt nhầm không cũng phải chịu thôi. Nắng đến mấy vẫn cười. Đây các bác nghe, bắt đầu dọn ra đúng form hình này. Đấy, những cái video hay này chia sẻ anh em sẽ làm nóng cái làng cây đến rất nhiều. Hiện tại giờ đang rất là nắng các anh ơi. Này có 36 độ rồi. May hôm nay về đoán được không, đoán thì cũng đi xe máy chắc nhá. Đấy, người ta bảo doan, người ta có câu doan ở anh nhỉ. Vô tình ấy đó. Xe máy sang làm doan quá. Lấy cái kia che anh kìa. Ô vậy đây có cái. Đấy, hỏi cô xem cô. Dạ vâng. À, cô nhà cô cái ô bé nào không cô ơi? Không mang ô nhỉ, mang cái ô là cắm ở đây này. Em vừa rồi mua mấy cái ô to đấy. Em mua hai cái ô to đùng. Ui, trong này đường thân nữa phải xẹo ạ. Xẹo đâu? Thì em là đường chạy đấy chứ. Chết tiền nó. Còn đẹp này. Đẹp. Còn em nhìn thấy em thấy con chực đuối em thích rồi, em hỏi con này bao tiền này. Gặp đúng anh Thanh chuyên cắt lỗ. Thanh tức gì? Thì lúc em mới bảo là anh con này chỗ đấy nó có đường, những cái đường chạy tay này, những cái đường chạy tay này. Chứ không phải đường đục mà đường thân của nó luôn tay. Đúng rồi. Quý, quý đấy. Anh cắt cái kia thì nó khác ngày. Cắt cái tay chọc bên dưới kìa. Con này thì chắc chắn là nó lên nắm đạn rồi. Nuôi được là 15 nữa. Form nó nạc thiệt vào form. Con này về anh Ngọc cái đi khoảng tầm vài tháng đi được cái đường răm to to này cái nó khác này. Sạch dễ ra, nhấc lên xịt. Xịt sạch. Trái dễ ra. Tiếp trồng lại. Không nó rất sạch. Mùa đi chính là cắt nó như thế. Sau năm nó phát ngay. Nó dọn hết chưa anh? Chưa. Tạo hoặc qua. Đấy, bên trong góc này tinh nu nhỉ? Và nu. Đây các bác nha. Ở dưới kìa anh kéo kéo cái dây giấy bóng ra này. Đấy, tinh bẹ này. Ủa đây thịt à? Thịt. Thịt đá. Ôi liều. Chết mèo ngoài. Quá đi đào vàng. Cắt luôn cái rễ đi anh, cắt luôn cái rễ to này đi, ngay treo cành đấy. Đấy. Cái rễ to bên trong treo cành, anh cắt đi anh bỏ vài ra. Đằng nào sẽ phải cắt cái đấy. Ui dồi các bác. Bên đây tinh nu, đây chỗ này nu cả bẹ kìa.
Cốt xì dạng màn này, đúng form vừa tầm này. Đấy, cái dễ cắt đi. Ngoan. Ây da. Ui da. Chết. Đây đây. Được cái cây này nó lạc thân đây, giả lắm rồi, tinh nu, có những đường tay ok hết rồi, cái tay đấy nó cắt, bỏ đi. Sau mình thu cái này được không? Cửa hơi cồn. Sau đây kia anh giật phát anh quăng sang bên này anh nhỉ. Con này không thả nuôi này nó không biến được cây. Không, cân bản ngày trước nó đã già rồi. Con này còn trưởng béo hồi xưa mà. Béo bán nhanh thanh. Dùng quá các bạn, trời đang nắng. Con này nuôi như này một năm nữa nó biến kinh lắm. Dòng già nuôi nó thích lắm. Cứ định hình. Hình như là nuôi tiếp. Cắt tay đấy nó lộ hoàn thân. Đấy. Sau cắt cái cắt tay đi xong còn lấy một mầm đây nhỉ, rất đầy bay đây nhỉ. Đây các bác nhé, đã hiện rõ nguyên hình này. Chỉ đợi khoảng tầm vài hôm nữa là anh Ngọc Anh mang về cô lên chậu em xài chia sẻ cho anh em cùng ngắm nhé. Ô, anh Thanh ơi, nào ra đây để bắt tay cái nào. Vừa nãy chụp ảnh giờ lên video. Đây các bác nhé, thì chủ mới và chủ cũ đây. Hôm nay thế nào là anh chủ mới này đánh xe ô tô tận cổng đón anh chủ mới. À chủ cũ. Không đón là làm sao mà lấy được cái gì về. Ủa đẹp, ôi giờ dọn ra đứng xa nhìn trông nó sắc nét quá anh ạ. Ôi trời ơi, chết tôi rồi. Ôi trời ơi, chết tôi rồi. Hôm nay lại say nữa chết, rồi. Chết. Có mấy cái dễ ngang thân khả năng anh cắt cả. Đang muốn cho nó vít cái này. Vít cái gì? Khỏe quá anh ạ. Anh bảo em phải nghe thôi. Cái dễ này cũng cắt. Vậy giờ vẫn làm thôi. Dễ này anh cắt. Ôi anh bảo cắt thì cắt đi, không anh đánh tháo chết đấy. Nó mới khoe được cái cốt nó ra đi. Con này cho cô con chậu đẹp lắm anh ạ. Đây là chưa móc bẹ đâu. Cây này là đều có bẹ bốn xung quanh các anh nhé, đấy chứ không à. Kéo này thì để nhặt cái dễ chứ không, kéo em nhặt dễ đạo. Đầu kéo, nó nhọn lắm, kéo này nó bé cắt bình thường như kéo làm cây. Cái này kéo sen bông. Kéo sen mấy bông đĩa. Rồi chít hiệp nó về thế nào nó lại mắng cho. Nào anh ấy bắt tay cái đã nào. Đấy, xong ấy nó lắng quanh ạ. Thôi, hôm nay đi xuống biển bắt được quả núi. Nào anh ơi. Đặt lên đây. Nào, anh nhìn đây cái nhá nào. Anh Ngọc Anh nhìn ngang ngang xuống máy này. Nào, 1, 2, từ từ đến mua được cây buồn đấy. Ôi, ok anh ơi. Chúc mừng hai anh nhá. Tí uống rượu, không biết Hiên Bonsai có cổ phần ở cây này không đây đây. Đẹp quá. Đấy nhá, để em. Nó to các có khả năng phải gấp rưỡi cái đợt lấy về. To hơn nhiều chứ. Để các anh nhá. Chết tiền nó. Con này là căn bản là mình. Đây này, nó này. Mình lại biết già được. Già quá anh nhỉ. Úi. Sợ quá, sợ quá. Đây. Cái này đâu đấy, anh cơ đấy, anh đội không em xong rồi. Đẹp quá các bạn. Đấy, chúc mừng anh Ngọc Anh nhá. Sang năm không thì ít nữa nuôi đánh về chậu nhớ bán thì để cho em nhá. Có bắt nhầm không nhỉ? Chắc là nhầm đấy. Đấy, Ibosai kết thúc video tới đây nhá. Cảm ơn anh em theo dõi video rất là vui bổ ích này.